Dạ, con được ơn gì của Chúa? Dạ, thưa cha, con được hai ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là Chúa đã chữa lành bệnh cho con, và con có bệnh viêm xoang. Con chữa cả 20 năm mà không có hết. Con đi bác sĩ, ai bày gì con chữa cái đó, mà con đến với lòng thương xót từ đầu tháng 4 tới 1 tháng 6 là con đã được con hết bệnh, và từ giờ tới đó là con không còn uống thuốc nữa. Và Hallelujah! Được tạ ơn Chúa, Hallelujah! Đẹp quá! Hallelujah! Dạ, còn ơn thứ hai là con có thằng con trai lớn, là nó bỏ nhà nó đi cả nửa năm nó ra, rồi nó còn chơi bời, hút đá, con túy nữa. Rồi con mới cầu nguyện, con nhắn đi cho cha, rồi nó về rồi con dẫn nó lên đây. Rồi bây giờ nó bỏ hết rồi, nó cũng đi theo Chúa. Bây giờ nó ngoan lắm cha. Rồi bây giờ cha tặng cho nó một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Về tặng cho thằng mà nó đã bỏ ma túy, bỏ đá để đi theo Chúa. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi cho nó đọc. Và đây là một lời chứng rất hùng hồn cho các bạn trẻ ngày hôm nay, cũng như là cho những gia đình, rất nhiều gia đình ngày hôm nay có những đứa con ma túy, xì ke, chơi gì hàng đá, bồ đề gì đó, bồ đề gì đó không biết. Và tất cả những thứ mà nguy hiểm chết người như vậy là vì các bạn ấy mất hết niềm tin vào cuộc sống. Các bạn ấy không có còn lý tưởng nữa, các bạn ấy không có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Đây là một lời chứng rất mạnh cho những người mà gia đình đang có những đứa con, hay là những người chồng, hay là những người anh, những người em như vậy. Không có một trại cai nghiện nào có thể làm cho họ dứt hẳn được đâu. Không có một cái thuốc nào có thể làm cho họ dứt hẳn được đâu. Vì nó gọi là ma túy, đó là ma, đó là quỷ, đó là Satan, đó là sự dữ mà. Cho nên nó lôi kéo người ta vào trong cái tục vòng tội lỗi, và nó quấn chặt lại, không cho gỡ, không cho thoát. Chỉ có sức mạnh vô biên của lòng thương xót Chúa, như là đứa con của chị ấy đây, mà đã giải thoát nó khỏi được cái đó. Mà con nói lại, do đâu mà nó biết đến lòng thương xót Chúa để nó quay trở về? Dạ, thưa cha, con bé với Nguyễn Tinh Mừng này là từ hồi tháng 4 con đi lần đầu tiên. Rồi con về xong con nói với chồng con, thì chồng con cũng đi. Rồi xong rồi chồng con mới về là bảo là tiến nó về, rồi dẫn nó lên cha. Rồi cái tận con xin số điện thoại của cha, cái con nhắn tin, rồi nó về xong tối nó về. Cái sáng là con dẫn nó đi lên đây, mà con đón xe ngoài con dẫn lên, rồi con cho nó ở đây. À, được một tháng mà bây giờ nó đã bỏ được ma túy rồi. Rồi nhà con ở đâu? Nhà con ở Long Thành, nhà con ở giáo xứ Long Phước. Thằng con của con nó bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay nó 27 tuổi rồi cha. Dạ, nó nói nó chơi 8 năm rồi. Từ năm 19 tuổi thưa anh chị em, bây giờ 27 tuổi, 8 năm trong vòng vây của ma quỷ, của ma túy. Mà chị dám liều, dám hai vợ chồng từ Long Thành đến đây, giống như là người đại đô trưởng đến cầu xin cho đứa đầy tớ của mình. Hai vợ chồng đến đây để cầu nguyện cho thằng con của mình, thằng con đổ đá, đập đá đó của mình. Và nó đến đây một tháng trời, thưa chị em, đâu phải dễ. Đến đây khổ lắm, nói thật, khổ lắm. Đến đây nhà trọ thì nó chật, nó nóng, nó thiếu thốn mọi phương tiện. Thiếu thốn mọi phương tiện, mà có khi chính vì thiếu thốn mọi phương tiện đấy, người ta không còn bám vào cái gì thì người ta bám vào Chúa. Còn nếu còn cái phương tiện nào thì nó còn thể là bạn bè nó sẽ rủ đây nó đi chơi. Không còn cái phương tiện, cắt hết mọi cái thì chỉ còn bám lấy Chúa mà thôi. Thì lúc đó Chúa mới là tay. Còn nếu mà người ta còn bám vào cái gì đó thì ma quỷ nó sẽ kéo dịch người ta ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Cho nên chúng tôi đến đây chấp nhận thiếu thốn mọi phương tiện. Anh chị em đến đây cũng chấp nhận thiếu thốn mọi phương tiện để mà mình bám vào Chúa. Vì nếu ở đây đầy đủ mọi phương tiện, nhà cao, cửa rộng, điện, nước,
quạt máy lạnh, rồi bãi đậu xe, rồi xe đưa đón, rồi có ăn trưa, ăn tối, rồi có nước ngọt, nước giữa giờ, đầy đủ hết mọi phương tiện, có khi ta lại không cần Chúa nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thiếu phương tiện thì ta không bám vào cái phương tiện của trần gian, như Chúa nói Phô-si-đa rằng, con đừng bám vào bất cứ con người nào, quyền lực nào thế gian, cũng như phương tiện nào thế gian, thì lúc đó ta mới ra tay được. Để chứng tỏ rằng đây là công cuộc của Chúa, chứ không phải là do bàn tay khéo léo hay là quyền lực khôn ngoan của con người. Thôi, anh chị em đến đây, chúng tôi thì có lòng hiếu khách, nhưng mà lực thì bất tòng tâm. Có được cái gì chúng tôi làm hết sức cho anh chị em. Nếu có gì thiếu sót thì xin anh chị em cũng thương, tha thứ, bỏ qua. Đừng có cảm giảm, đừng có kêu trách tội nghiệp chúng tôi. Nhà nghèo, con cái đông, cha mẹ lắm, cháu chắc thì nhiều. Tạ ơn Chúa. Rồi, nó có cái đĩa, có cái DVD. Đây, để tặng cho nó DVD, chứng nhận lòng thương xót Chúa nha. Thưa anh chị em, bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mình thực sự tin vào Chúa, anh chị em đến đây phải đến. Như người đại đội trưởng, ông nó có thể không đến, nhưng mà ông vẫn đến. Anh chị em đích thân đến đây, có người lặn lội từ Mỹ, từ Úc, từ Pháp, từ Canada lặn lội đến đây, đích thân đến đây. Có những người 80, có người 90, có người gần 100 cũng lò mò đến đây. Có những em bé tí xíu bập bẹ mới còn ấm trên tay 2 tháng, 3 tháng được bố mẹ cũng cho đến đây. Phải đến, mà đến thì phải tin. Nếu đến mà không tin cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đức tin thúc đẩy mình đến, hoặc là mình đến rồi mình thấy mình sẽ tin, hai cái, hoặc là tin thì đến, hoặc là chưa tin thì đến mà xem rồi thấy, nghe, thấy và tin. Khi nghe, khi thấy, khi đến và tin, đến, nghe, thấy, tin thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì chính Chúa đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, lời Chúa mời gọi chúng ta nhớ lấy câu này, nhớ lấy câu này rồi đi về cũng được. Nhớ lấy câu này rồi gặp bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể vững tin được. Đó là câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói, người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Anh xem đọc lại. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Biệt tập nguyền bên tay phải, bệnh hoạn bên tay trái nha. Tập nguyền bên tay phải, vỗ vang người bên phải, coi họ có tập nguyền không? Có không? Vỗ vang người bên trái, coi có bệnh hoạn không? Có không? Ai mà chẳng bệnh hoạn, tập nguyền không thể xác tìm tinh thần. Nói, người đã mang lấy các... Trời ơi! Tới bây giờ mà vẫn còn cứ không biết làm, không biết nói thì bao giờ mới lời Chúa mới thấm vào mình được. Nghe và làm. Tôi nói người đã mang lấy các, thì chân vỗ vai người bên phải nói, tật nguyền của ta. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Tất cả cùng làm, tay phải đâu? Yeah. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Tay trái đâu? Yeah. Vỗ vai bên trái là bệnh hoạn. Người đã gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Hai ông bà cái lời vỗ nhau thế nào? Bên phải là bệnh hoạn, bên trái là tật nguyền. Lặp lại, hiểu chưa? Bên phải là tật nguyền, bên trái là bệnh hoạn. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Ta trái đâu? Người đã gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Rồi, hai tay giơ lên. Nói bên nào, vỗ bên đó. Người đã mang lấy các
thật nguyện của ta, dưới ta lên người đã gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Hai người cứ vỗ tay với bệnh hoạn của ta, thật nguyện của ta. Thưa là nhớ như vậy, Chúa đã mang lấy các tật nguyền, đã gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đó là lý do tại sao mình đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được Chúa nhận lời. Amen.